biết là ở cái khu anh chị mình mua á, thì có cái chậu như thế này không, nên là em sẽ tặng luôn kèm như thế này là giao chậu luôn cho cả nhà mình ha, giao chậu cho cả nhà mình luôn. Nhưng mà vấn đề vận chuyển nó có bị bể thì cả nhà mình nhận cây giùm em nha. Dạ Mã rồi. số 1 bạch mai Siêu nụ ha. Xin kính chào quý cô chú anh chị mình đã quay trở lại kênh nha. Dạ hôm nay thì em có ghé vườn của chị đẹp nha cô chú. Hôm nay bên vườn tiếp tục giao lưu với cô chú anh chị mình một số cái mặt hàng mai chơi Tết nha. Rồi cô chú anh chị mình xem đến cuối clip để chọn được những mặt hàng thật ưng ý nha cô chú ha. Rồi em chào chị đẹp nha. Chào em, kính chào anh chị mình nhé. Hôm nay tiếp tục quay trở lại vườn của em thì hôm nay em sẽ lên giao lưu với anh chị mình gồm 3 loại giống mai nha anh chị mình. Cái nhất là dẫu nhung, cái thứ hai nữa là siêu nụ, cái thứ ba nữa là bạch mai siêu nụ. Cả nhà mình xem hết clip và nếu mà cây nào mà mình ưng ý thì cũng như lô nào đó thì cả nhà mình ủng hộ thêm việc với qua số điện thoại là 0968282738 hoặc đến tận vườn em thì theo địa chỉ là Vĩnh Thành, Chợ Lách, Bến Tre nha cả nhà. Hôm nay là em lên vô luôn với cả nhà mình là một lô, cái này là dẫu nhung. Đầu tiên là một lô dẫu nhung nằm trong chậu 2, tất cả được quấn rễ 100%, quấn rễ như thế này, rễ toàn bộ nó như thế này, hoặc là có rễ bí nữa. Anh chị mình muốn lấy rễ bí thì em sẽ lựa cho mình rễ bí, còn anh chị mình lấy hình như phần đa là 100% là cây nào cũng có quấn rễ đẹp hết. Và em đã vô dây sữa tàn hết rồi nha anh chị mình. Rồi chị đo thông số ha, một cây cho cô chú anh chị tham khảo nha. Chiều cao là em sẽ lấy 55 ăn lên ha, tán ngang cũng nha, tán ngang thì em lấy 50, toàn bộ nó như thế này, quanh gốc ha, nó như thế này, em được ghép với gốc quấn rễ nè. Toàn bộ là cái này có củ như thế này hoặc là củ trái bí, quấn rễ như thế này, quấn rễ trái bí. Hiện tại là nó đang nằm trong chậu 2, đây trái bí nè. Đây, cái này là nó quấn rễ trái bí luôn nha. Toàn bộ nó như thế này thì cái lô dẫu nhung này, thì dẫu nhung này của em là ghép được với cái loại giống là 20 mấy cánh, nên là cái này em sẽ lấy chiều cao là 55, tán ngang là 50, tán ngang 50. Ủa tán 50 không? 50 không? Chị đo thử 45 đến 50 đi cho dễ. Tán ngang 45 đến 50, chiều cao thì 55 nha cả anh chị mình. Toàn bộ là có hai loại quấn rễ nó như thế này. Đó, như em đang cầm trên tay, em đều đang cầm trên tay ha. Một là quấn rễ như thế này, hai là quấn rễ trái bí. Đó. Cái này thì vườn em đang lên giao lưu với anh chị mình. Cái này thì với giá là 150.000 cây, 3 cây em sẽ đi đơn và cộng thêm 50.000 tiền phí. Còn 5 cây thì bên vườn em bao phí vận chuyển đến tận nhà cho anh chị mình luôn. Đặc biệt là một hồi cả nhà mình có thể dỡ hết clip này đi được thì cả nhà mình có thể gộp đơn giống này giống kia, thì bên vườn em đủ số lượng 5 cây vườn em sẽ bao phí, và đặc biệt 3 cây thì cả nhà hỗ trợ cho bên vườn em thêm 50.000 nha. Cái lô thứ hai thì cái lô này em bốc tới, cái lô này dảo siêu nụ đây cả nhà, quấn đế rất là đẹp. Còn đã nói là dảo siêu nụ thì nụ bao cho cả anh chị mình luôn ha. Đó. Đây. Quá trời nụ luôn nè cô chú ha, cũng có vành gốc đẹp, gốc đẹp quá trời. Cái này thì là được hai mùa mấy rồi, liền thân liền cốt liền cành 100%. Vậy thì cho cả nhà mình xem bông nha ha. Nè cô chú ha, thì em quay đó. Cũng nắng á nên là cắm hoa nó hơi méo, trộn bí nè, quá trời toàn luôn. Bộ cái lô mà dẫu nhung này thì bao đẹp, bao xuất sắc luôn nha anh chị mà. Rồi hai cô chú, dẫu nhung với dẫu siêu nụ nha. Rồi dẫu nhung mà dẫu siêu nụ, cái này cũng đế bí nha, mà nằm dưới này, nằm bên dưới anh chị ha. Đó cô chú nè, môi sẽ thấy nè. Đó cái lô dẫu siêu nụ này là trời đẹp lắm, bí đồ đẹp lắm, cái bông hả chưa. Dạ mặt hoa rất là chuẩn luôn nha. Đây cô chú nè, đó rất đẹp nha cô chú. Rồi mặt hoa của dảo siêu nụ này ha. Rồi thì nụ là bao cho cô chú anh chị mình về chơi Tết luôn nha, cây lên rất là nhiều nụ. Cái này ghép tầm hai mùa hả chị? Cái này là hai mùa mấy rồi, toàn bộ liền thân liền cốt liền cành 100%. Cái lô này là lô siêu nụ, được ghép toàn bộ cái lô này đế rất là đẹp nha anh chị mình. Rồi nên là cả nhà mình có thể là lấy hai cây siêu nụ, ba cây dẫu nhung thì bên vườn em sẽ bao phí vận chuyển đến tận nhà cho anh chị mình với giá là 150.000 cây. Và đặc biệt anh chị nào muốn lấy giá sỉ thì cứ alo cho em điện thoại qua số điện thoại hoặc là đến tận vườn em theo địa chỉ là Vĩnh Thành, Chợ Lách, Bến Tre. Cái lô dẫu siêu nụ với cái lô
nhung. Giảm nhung này thì số lượng em cũng còn vài trăm cây nè. Em thấy mê lắm anh chị. Có mấy cây dáng nghiêng nghiêng bay bay nữa đẹp ghê. Nói chung với đã nói siêu nụ thì chắc mình khỏi cần phải coi nụ quá trời nhung. Quá luôn trời luôn rồi. Mình đó. Quá trời luôn nè. Dạ. Hôm nay là em lên cái clip này cả nhà mình không mua cũng là. Tiếc ha, lâu lâu mình gặp được cái lô này đẹp nha cô chú. Cái gốc quấn rễ toàn bộ là gốc quấn rễ đẹp không nha, toàn bộ quấn rễ đẹp. Thì cái này thì em điểm nhắc lại một tí, hoành gốc thì nó bằng ngón cái. À, tán ngang cái này chắc là nó nhỏ quá, để em đo. Đang cầm cái nhỏ. Cái này hơi nhỏ nè, nhỏ so với những cái kia nha. Chiều cao thì mình nè. Cái này nó lùng, nhưng mình để thử xem. Chiều cao nó ra 60. À, chiều cao thì mình lấy 45 thôi anh chị ơi, tán ngang nó tầm 35 ha, tán ngang 35, chiều cao 45 thôi. Nhưng mà em lấy cây lùn nhất hiện tại, à, nó như cây này, lùn, em đo anh. Trên lạc nha. Nhưng mà như cái cây lùn này thì chiều cao em lấy 45, tán ngang 35, vành gốc thì bằng ngón cái hết toàn bộ như thế này. Được ghép quấn rễ 100%, cây nào cũng quấn rễ đẹp hết trơn nha anh chị mình. Đó, có nút nụ, không biết cây này nó còn nào. Do đang quay buổi trưa thì cái nó vàng nút nụ thì nó bị héo rồi, nhưng mà bao chuẩn giống chuẩn cây cho cả nhà mình luôn. Nói chung là mắt ghép là hoàn toàn 100% mà liền hết trơn, cũ rất là đẹp ha. Thì cái này em được cũng vô luôn với giá là 150.000 cây luôn. Thì cũng giống như cái thằng giảo siêu nụ, cứ 3 cây là em được sẽ gỡ hàng, thì anh chị mình hỗ trợ thêm cho em 50.000 tiền phí nữa. Còn 5 cây thì bên vườn em sẽ bao phí vận chuyển đến tận nhà cho anh chị mình luôn. Còn cả nhà mình ai cũng muốn lấy giá sỉ thì cứ alo cho em điệp qua số điện thoại là 0968282738 nha anh chị mình. Thì em sẽ có giá sỉ cho cả nhà mình luôn nha. Rồi. Sang cái này lại đây ngay chỗ cái lô Sài Gòn này nữa đi bác. Dạ, rồi. Để cho anh chị mình em lên thêm một lô nữa với giá 150 nữa, để cho cả nhà mình có thể là mình lấy 3 cây. À, 3 giống nha. Đó. Đây. À, một lô Sài Gòn nữa nha cả nhà. Đây là một lô Sài Gòn em được bao chuẩn giống luôn ha. Đây. Ngủ nè cô chú. Cái lô Sài Gòn này cũng với giá là 150.000 cây luôn, nhưng mà lô này thì em ghép với gốc bứng, tức là gốc bứng nha cả nhà. Hoành gốc thì em sẽ lấy 12 ăn lên đó, tán ngang em cũng sẽ lấy là 35, chiều cao em cũng sẽ lấy là 45. Toàn bộ cái lô này lô Sài Gòn em cũng bán với giá là 150.000 cây luôn. Anh chị mình có thể lấy 3 cây cái tỷ, một cây siêu nụ nè, một cây dẻo nhung, một cây Sài Gòn này. 3 cây thì em đẹp sẽ gỡ hàng và cả nhà mình có thể hỗ trợ cho em thêm 50.000 tiền phí nữa. Còn 5 cây thì hoàn toàn bên vườn em sẽ bao phí vận chuyển cho anh chị mình nha. Rồi. Bây giờ mình lại đây tới bạch mai siêu nụ ha. Siêu nụ. Dạ. Tới cái mặt hàng tiếp theo bên vườn của chị đẹp nha cô chú. Mặt hàng này là bạch mai siêu nụ nha anh chị mình. Này. Trời vừa con rồi. Cái này á thì cái, mấy cái cây bạch mai này nha, chứ em không có nói là những cái lô hồi sớm, nhưng riêng về cái bạch mai siêu nụ này thì em giao hàng cho anh chị mình, em sẽ tặng kèm thêm cái chậu đi kèm nha cả nhà. Đợt này em thử em đóng chậu thử cây, nhưng mà cái chậu này là em đẹp đóng thử và đi kèm luôn như thế này rồi em đóng thùng. Nhưng mà em nói trước, nếu mà lỡ tới nơi mà nó có bể cái chậu này nè anh chị mình, thì anh chị mình cũng nhận cây dùm em đẹp nha. Cái chậu này là em đẹp sẽ tặng kèm theo cái cây, là em thử đóng một lần ngay từ đó giờ em chưa có đóng tại vì em sợ nó bể. Nhưng mà em thấy tại vì em vô như thế này nè, cái cây bạch mai này nó thấy cưng quá nó, rồi em sợ là giao cho anh chị mình, không biết là ở cái khu anh chị mình mua thì có cái chậu như thế này không, nên là em sẽ tặng luôn kèm như thế này, là giao chậu luôn cho cả nhà mình ha, giao chậu cho cả nhà mình luôn. Nhưng mà vấn đề vận chuyển nó có bị bể thì cả nhà mình nhận cây giùm em nha. Yeah, mã rồi. Số 1 bạch mai siêu nụ ha. Cái cưng chứ, hai chị em ngồi mới quay được. Ngồi mới quay được. 43 là chiều cao, tán ngang là 32. Trời ơi, lâu lâu nó mới có những cây thấy cưng. Cái này hàng 10, hiếm nha cô chú. 10 là hoành gốc. Hàng hiếm luôn á, cưng em quá trời. Hàng hiếm, lỡ ai có cái nói tôi nhóc hết trơn. Không có đâu, bao hàng luôn nè. Không, hàng hiếm ở vườn mình. Vậy đi. 37, 37 là cái nguyên cái nồi này luôn. Rồi, em nói là dùng, gì, hàng hiếm. Vườn mình, của vườn mình đó, nó là hiếm rồi đó. Rồi vậy đi. Cái nhà nhìn nè. Thấy cưng không? Nó nguyên một con thú như thế này. Thì đợt này là em thấy cái cây này nó vô như thế này, nó thấy cưng quá thì lỡ giao cho mấy anh chị nào khu vực miền Bắc ha, hay là những khu vực nào mà không có cái chậu này á, em sợ anh chị mua mình về vô nó không đẹp bằng á, nên em sẽ tặng luôn cái chậu này. Nhưng mà anh chị cũng thương
là nếu mà lỡ trong giá tình mà em đóng hàng mà vận chuyển nó có bị bể thì cả nhà cũng thương em mà nhận hai giùm nha. Cây nó đang lên nút nụ rất là nhiều cho mình nha cô chú ha. Rồi cái hoa này thì cái mặt hoa nó rất là đẹp luôn, hoa từ 8 cánh đổ lên đó cô chú, rất là đẹp cho màu, mình luôn. Màu trắng nè, màu trắng nè, bạch mai. Trắng này, trắng cái này đó. Đẹp. Trắng tinh khiết luôn đó. Đây cô chú nhà bạch mai siêu nụ ha. Rồi bạch cái này bao hàng chơi Tết luôn cô chú. Mã số 1 này bên vườn em sẽ giao lưu với giá là 500 và đặc biệt là sẽ tặng luôn kèm đi chậu nha cả nhà. Dạ rồi ha, cô chú mình tham khảo nhanh tay nha. Tiếp theo là mã số 2 nha cô mã chú nha. Mã số 2 nè, cái dàn nút nụ nó cũng ở đây nha. Đây nè cô chú ha. Đó. Nói chung là cái này á, tại sao anh chị mới nói là dàn nụ kim không, không có bự biết có kịp Tết không. Cái nhà ơi mình lãi như thế này thì nó sẽ to ra nha anh chị mình. Chứ bây giờ nụ to quá như những cái tầng những cái loại cúc mà giờ nó bự quá thì nó sẽ nở sớm nha. Cái này bạch mai là vừa. Bạch mai nó khác những dòng khác nha cô chú. Cái này to 8 là chiều cao. Dạ. Cái này cưng nhiều lắm luôn, nhẹ nhẹ ngồi không ghê. Gần 11 mình lấy 10 thôi. Rồi ok nè. Cụ đế ha. 27 thôi. Thở lên cái chậu hay cưng ha. Cũng tặng chậu luôn nha anh chị, mình cũng tặng chậu đi kèm mịt mai khi em giao sẽ giao luôn cái chậu cho cả nhà mình. Rồi mã này giao luôn sao chị? Cái mã này thì em giao lưu dưới với giá là 450 em bao phí luôn nha cả nhà. Dạ rồi ha, cô chú mình tham khảo giúp em nha. Mã số 2 nha cô chú. Tiếp theo nha cô chú nha. Đây trời ơi cái củ dễ cưng quá trần luôn. Hàng này là bao nụ cho cô chú anh chị mình nha. Trời ơi nụ nè. 32 là chiều cao. 38 thôi nó gì nó ra tới cái nhánh. Ừ, ra tới cái nhánh luôn á chị. Vậy anh chị mình đã lá cái nó có to ra. Cái này là 9. Cái hàng này nó cứ từ từ. Em dựng bên đây chị. Rồi. Rồi ha, củ 39 nha cô chú ha. Ủa cái cây cưng ghê chưa. Nè, cái này cô chú anh chị mình để bàn trà nha. Rồi đó. Thì em chị sợ vậy mới đây tặng luôn cái này sợ không biết ở chỗ anh chú cô chú mình không biết là có cái chậu này không. Mà vô cái này đúng là nó tùng khớp với bé dễ sợ luôn. Nó hợp gu quá chị ha. Rồi, cô chú anh chị mình tham khảo nha. Cái lô này đẹp nha cô chú ha. Nút nụ thì bao cô chú nè. Tên sinh ra đã dành cho nhau rõ ràng cái cây với nhau. Cái chậu này nó đi đúng hợp luôn á. 500.000 cho mã số 3 luôn nha anh chị mình. Rồi. Mã số 4 nha cô chú nha. Bạch mai siêu nụ luôn ha. Nè, em quay cái dàn nụ cho cô chú mình tham khảo nha. Rồi em giao luôn cái chậu mà lỡ mà nó có bể chậu em đóng cẩn thận lắm luôn á cả nhà. Đó nhưng mà lỡ có bể chậu cả nhà mình cũng nhận giùm em nha cả nhà. Em không có tự tin trong cái phần mà đóng chậu luôn. Là 27 là chiều cao. Này. Lần đầu tiên nè. 33. Nhưng mà tại thấy tháo cái chậu này 24. Thì cái cây nó sợ nó không có đẹp á. Cái này mà về á anh chị mình để cái bàn uống nước trà cả nha. Để lên cái bộ ghế mà mình uống nước trà tội cưng, chắc cưng xỉu luôn á ha. Mình lại lá lên cây này nó sẽ màu trắng chưa đúng dáng bonsai luôn và cưng lắm cả nhà ơi. Thì nói chung cái này thì vườn em cũng còn. Thì nên là anh chị nào giới thiệu như mình muốn lấy hết mấy chục cây, em có được mấy chục cây thôi. Chứ em không có nhiều, em có được mấy chục cây thôi nên anh chị nào muốn lấy hết á em cho xe giao luôn nha cả nhà. Đây nha cô chú nhà mình tham khảo nha. Cũng 500.000 nha cả nhà. Chỗ nụ từ tên luôn, từ tới cái ngọn. Rất là đẹp luôn á cô chú. Nè, quá trời nụ luôn ha. Rồi. Mã này là mã số 4 ha chị. Mã số 5 luôn cô chú. Trời ơi nè. Dáng thú luôn ha. Cây này hết cưng nè. Nút nụ này nha. Đó cô chú tham khảo nè. Phải gán đóng cái chậu này luôn chứ để vô cái chậu này nó chứ. Cái này là gu của em nè, em khoái bạch mai. Trời ơi nè cả nhà. Đây đó. Lên tới ủ, lên tới cái cái ngọn luôn nè chị, nó lên tới ngọn luôn nha. Trời hai chị em quay cái này mà sao thấy em nó nhẹ nhàng với 35. Cái ngang 31. Hàng bonsai cô chú nha, quá đẹp luôn. 10 những cái nha. Coi cái con này coi. Thú à. 36. Ủa cưng xỉu cả nhà ơi. Đây ha cô chú, đó. Nè. Củ đế nè. Em nói là cái chậu này là em được mua đã 20.000 cái rồi đó anh chị nè. Cái chậu này là 20.000 một cái rồi đó. Nay tri ân khách hàng luôn, tặng luôn. Đẹp luôn nên tặng cái chậu luôn nha cả nhà. Tại vì nói chung là ta sinh nha đã dành cho nhau gỗ gàng cái này với cái này nó khớp. Em sợ gì khi giao cho anh chị mình á mà nó không mua được cái chậu như thế này á nó xấu cái cây nó ổn. Cũng 500 thôi nha cả nhà. Mã số 5 nhanh tay nha cả nhà. Em lên chỉ có 7 cây thôi. Rồi. Cả nhà mình muốn mua thêm thì cứ alo cho em nha cả nhà. Mã số 6 nha cô chú nha. Ôi cũng thấy cưng. Nè, cái tàn nó rất là tròn luôn ha và đặc biệt là cái đế này cô chú. Làm sao ta? Cái đế tổ cũng kiếp cái đế luôn nè. Chiều cao là 35. Dạ.
tán ngang thì nó tầm 29, 10 là phần gốc, phần đa nó là vậy. Đúng quá ha. Này cô chú. 30 là nguyên một cái cây này đế đẹp nha. Rồi, làm viên tán nè. Nguyên cục luôn à. Đó. Có khía, có khía, có khía luôn. Hình như cây mình, cái mình cái lúc nào cũng khen đẹp, mai chiều lên bị la nữa. Đây nè, không có, cái này nó đẹp thiệt nha cô chú nè. Cái bệ quá trời luôn ha. Rồi. Số 6 cũng thấy cưng lắm nha cả nhà. Nụ nốt nè cô chú ha. Thì hình như lần đầu tiên là vườn em lên giao luôn. Cái hàng mini nhỏ xíu xiu vậy nè. Rồi có lần đầu tiên là em thấy nó cưng quá, cái em vô vậy cái mà em mới suy nghĩ em gán đóng nữa. Cái chậu từ xưa vậy nó thật. Đóng cây là tự tin, nhưng mà có một cái là giờ cái chậu như thế này là em sẽ cố gắng đóng cho cả nhà mình. Nhưng mà cũng mong cả nhà mình thương em, thông cảm nếu mà lỡ có bể cái nhà mình nhớ dừng cây dùm em, nhưng em sẽ cố gắng. Tại vì nhìn vậy thấy cưng quá. Cũng 500 thôi, mã số 6 nha cả nhà. Rồi. Rồi hẹn cô chú nha. Mã cây mã số 7 cũng là cây cuối cùng nha anh chị mình. Nếu anh chị nào muốn mua hết, em có mấy chục cây á, thì cả nhà mình cứ alo cho em nha. Đó, alo cho em đi rồi em gỡ. Trời ơi. Như cái con rắn. Trời ơi, cái hết hồn luôn. Trời ơi nè, cô chú nó nụ ha, quá trời nó nụ luôn. Bà rút cái thước là mà đo không được. Tuyến ngang 33 chỗ nó. Tới đọt luôn á. Như con gắn tưởng gì, tưởng cái cây như con gắn ai không. Số 10 là cái thước của bà quấn. Đây. Nó quay vô tại mình ngồi gì nè. Ừ. Hàng mini cưng quá đi. Cái mã số 7 này em cũng giao lưu 500 thôi nha anh chị mình. Thì cái vườn này vườn của em còn được mấy chục cây á cả nhà. Còn được mấy chục cây nó như thế này thì nói từ sớm giờ nó cũng giống giống nhau, nó là như vậy hết toàn bộ. Cái em có được 50 cây thì là bạch mai siêu nụ. Em cô chú mình nói tự em lên năm mã như thế này thì anh chị mình muốn lấy ở ngoài nữa thì cứ alo cho em đi rồi em gọi Zalo cho cả nhà mình tham khảo được, thì cả nhà mình mua ủng hộ cho em với, hoặc là anh chị mình muốn lấy hết luôn á thì cứ gọi cho em qua số điện thoại là 0968282738 hoặc đến tận vườn em theo địa chỉ là Vĩnh Thành Chợ Lát Bến Tre đi cả nhà. Em sẽ báo cái giá sỉ cho anh chị mình ha. Đó, nói chung là cái lô này thì bạch mai á thì hồi xưa vậy em bán cũng nhiều, nhưng mà bạch mai mà cái dạng bonsai mini là cưng như thế này nè thì lần đầu tiên em mới bán, và cũng lần đầu tiên là em được tặng chậu đi kèm. Nên cô chú anh chị em mình cứ thương và ủng hộ cho vườn em với nha. Thì mã số này em cũng xin khép lại cái clip này ở đây. Thì cuối clip thì em cũng cảm ơn tình yêu thương của anh chị mình trong suốt thời gian qua đã yêu thương và ủng hộ cho vườn em. Em rất mong cả nhà mình ủng hộ tiếp tục cho em nha. Em xin chào và hẹn cả nhà mình những clip tiếp theo của em ạ. Dạ rồi, ha cô chú, thì video của em cũng kết thúc tại đây luôn nha. Dạ mong là cô chú anh chị mình xem đến cuối clip và chọn được những cây mai thật ưng ý về chơi Tết nha. Rồi, em chào tạm biệt cô chú anh chị mình và hẹn gặp lại trong video tiếp theo ạ.